Vâng, em Đức Hải Dương xin chào bác nhá. Thì hôm nay em Đức Hải Dương lại tiếp tục review cho các bác một cái mẫu xe phân khúc hạng A anh em nhá. Đấy, một chiếc Kia Morning. Thì cũng như thường lệ thì cũng chạy test một cung đường ngắn để cho anh em cảm nhận được nhá. Đấy. Kia Morning 2015 đây anh em ạ. À. Giá cực rẻ luôn. Khá hợp lý cho anh em. Chưa đến 200 triệu là các bác sở hữu luôn cái mẫu xe này nhé các bác nhé. Đấy, test thử cho các bác cảm nhận. Nếu về nói về độ bền, giá cả hợp lý thì Kia Morning thì nó là giá hợp lý và hấp dẫn cho tất cả những quý chị và các bạn mà chúng ta mua về sử dụng gia đình anh em nhé. Chưa tới 200 triệu đồng một chiếc Kia Morning. Xem xe thì hiện tại cái mẫu này thì các bác cứ đến đường 388 anh em nhá, Long Xuyên Kinh Môn Hải Dương hoặc là ga Vũ Thái Kim Thành Hải Dương. Bác nào mà muốn xem xe trực tiếp thì inbox trực tiếp với em Đức qua số Zalo hoặc là Facebook anh em nhá. Đấy, em Đức sẽ gửi cho vị trí định vị để anh chị và các bạn đến tận nơi luôn. Chiếc này thì chưa trang bị màn hình hay cam lùi gì cả anh em nhé. Xe thì rất đơn giản. Máy em này thì quá chất luôn anh em ạ. Không có màn hình, không có cam lùi. Đấy, lùi bằng gương. Gọi là camera bằng cơm. Khóa khiến nó đây. Anh em à. Kia Morning 2015. Đấy. Trang bị số sàn anh em nhé, số sàn. Máy thì êm đẹp đẹp luôn. Thì những dòng Kia Morning này thì bước sang những năm 2012 thì là sang cái form như này anh em nhé. Sang form này rồi. Còn dưới 2012 thì là cùng cái năm 2012 đấy thì nó có hai form. Một cái form ngày xưa là có form mặt của nó thì nó thuần hơn. Nhìn nó thuần xe. Mặt em này thì nó là mặt siêu nhân rồi. Form mới, xe thì đã trang bị la răng đúc. Chưa có màn hình màn heo gì anh em nhé. Giá hợp lý. 2012 là đã có form này. Thì chiếc xe này thì hiện tại là đã có dán thẻ STC anh em ạ. Xe thì êm đét đẹp luôn. Giá thì cũng hợp lý cho anh em. Năm 2015 giá 198 triệu anh em nhé. Đấy, có bao hồ sơ,
cho anh em. Đấy, có lộc lá anh em nhé. Thời điểm này thì các bác cứ điện thoại alo trực tiếp thì kiểu gì cũng mua được xe anh em nhé. Đấy. Giá thì hiện tại bây giờ xe thì nó quá êm rồi, cực kỳ êm luôn. Đấy, vô lăng đây anh em, vô lăng này. Gương kính chỉnh điện anh em nhé, gương kính chỉnh điện. Đó, gương kính chỉnh điện. Đó. Thaco Trường Hải. Đấy. Lắp ráp cái dòng Kia Morning này. Xe hiện tại bây giờ giá quá rẻ luôn. Kính này anh em ạ. Kính Kia. Anh em nhá. Giá bây giờ thì quá rẻ luôn anh em. Chưa lúc nào mà xe ô tô nó rẻ đến như bây giờ anh em nhá. Đấy. Nếu bác nào mà có ý định mua xe thì theo em Đức thì các bác cứ mạnh dạn mua cái dòng Kia này này. Đấy, vừa bền vừa tiết kiệm vừa lành. Đồ đoàn sửa chữa cực rẻ luôn anh em nhé. Và cái giá trị của chiếc xe này thì nó không bị mất giá nhiều. Đấy, thì cũng như các bác mà đi mua những dòng xe mà BMW hay Mercedes thì những dòng xe đấy thì cái giá trị của nó cao, cái đồ đoàn của nó sửa chữa thì nó khá là mắc, nên là khi bị khấu hao thì nó khấu hao khá là nhiều tiền anh em nhé, khá là nhiều tiền luôn. Đấy. Đây anh em, trần phao đây. Đấy. Lòng bên trong của nó đây anh em. Dòng Kia Morning này thì đồ đoàn rẻ này, sửa chữa cũng giá nó cũng rẻ anh em nhé. Đấy. Cái thứ hai là khấu hao của chiếc xe này thì nó khá là ít, nó không có nhiều. Không có nhiều như là dòng B với dòng mẹt anh em nhé. Nếu bác nào có điều kiện thì cứ mua B và V và Mercedes, Audi chẳng hạn thế. Những cái dòng xe đấy thì đi là rất sướng luôn, vì nó là dòng xe hạng sang. Còn với cái dòng xe mà Kia Morning như này thì nó chỉ là dòng xe phân khúc hạng AB thôi anh em nhé. Đấy, nên là nó đáp ứng những tiêu chí mà những người gọi là điều kiện kinh tế eo hẹp. Đấy. Thí dụ như em Đức thì cũng nếu mà có đi xe thì cũng chỉ đi những dòng Kia Morning thì thôi. Vì thứ nhất là xăng cộ nó ít, từ khoảng tầm 5 đến 6 lít xăng trên 100 km. Đấy. Còn anh em dân chơi xịn thì có điều kiện thì dùng B, dùng mẹ. Đấy. Còn những anh em chơi những hội xe cổ thì những cái dòng xe này nó tốn xăng thì người ta chấp nhận, người ta chơi anh em nhé. Từ chơi và từ mua về để sử dụng trong gia đình thì nó là cũng khá là khác biệt anh em nhé. Cái dòng Kia Morning này thì cái ưu điểm của nó là nó có một cái để coi như là gồm kích rồi tay quay như này anh em này, rất đủ đôn đủ đệ bộ anh em nhé. Đấy, một số dòng xe khác thì không được trang bị như này đâu. Đấy, mà theo khi có trang bị rồi thì các bên này bác chủ xe bác cái toàn vứt ra ngoài rồi quên anh em nhé. Đấy, máy con này thì nó tí luôn. Đấy, bồ nó đây anh em, bồ nó đây. Đấy, bồ ở đây. Bồ đây. Đấy. Kính sau nó đây. Cái tem đen xì này. Tem bên này cũng kính Kia hết anh em. Đó. $198 triệu. Đấy, có bao hồ sơ cho anh em. Đấy, anh em mà chúng ta mà muốn mua xe thì cứ liên hệ trực tiếp. Đấy, sẽ được em Đức ưu đãi một cái giá khá hấp dẫn cho anh em nhé. Đấy, có bao hồ sơ, có bóng bàn, có thương lượng, rất nhiều thứ luôn.
xe này thì thực sự ra là cũng kính trước kính ra luôn anh em, kính xịn luôn, kính trước kính ra. Đăng kiểm thì đến tận 24, còn 15 nữa anh em, còn 15 đăng kiểm nữa. $198 triệu bao hồ sơ, có thương lượng, có bóng bàn cho anh em. Xe này thì gọn gàng sạch sẽ anh em nhé. Anh em bây giờ thời điểm này các bác cứ mạnh dạn alo trực tiếp thì kiểu gì cũng mua được xe anh em nhé. Tại vì xe bây giờ nó giá là quá êm rồi. Đây là máy, tiếng máy của nó em nó thì quá êm luôn. Nhiều khi mà với chiếc Kia thì chiếc này thì là được trang bị động cơ 4 máy anh em nhé. Em này nó là bản chung. Dòng Kia này thì nó có một cái bản 3 máy, 3 máy là cái bản 1.0 anh em nhé. Đấy, nhưng mà những chiếc Kia mà dưới năm 2012 thì là nó được trang bị 4 máy và máy 1.0. Nhưng đến đời 2022 trở lên hất lên thì nó có một loại là 3 máy thì máy 1 chấm. Còn em này thì 4 máy thì nó là 1.2 anh em nhé. Đấy, chất lượng thì bảo hành cho anh em luôn, máy số keo chỉ cột kèo là nguyên bản anh em nhé, zin theo xe. Đấy, bao chất bao không đâm đụng, đấy, không ngập nước anh em nhé. Đấy, bao zin cho anh em luôn anh em này. Đấy, giá này thì quá êm. Đấy, rất êm cho anh em. Tài chính mà bác nào mà dưới 200 triệu thì đây, một cái mẫu xe nó cũng được rất là nhiều anh chị và các bạn của chúng ta một cái sự lựa chọn coi như là giá hợp lý. Đó, 198 triệu bao hồ sơ, bao đăng kiểm cho anh em. Đăng kiểm thì vừa đăng kiểm xong, đăng kiểm con này bây giờ là vẫn được 1 năm. Đến tận tháng 5 2024 mà. Giá xe thì hiện tại bây giờ là các bác đi salon là rất là rẻ luôn anh em, cực kỳ rẻ và êm tai luôn. Đấy, chất lượng của chiếc xe này thì không có gì để bàn anh em nhé, không có gì để bàn. Đó, và sau đây em Đức cũng xin kết thúc video. Hẹn anh chị và các bạn những video clip tiếp theo. Đấy, em Đức cũng rất mong muốn tất cả quý anh chị và các bạn có dịp qua bên em Đức thì vào bên em Đức vừa chơi vừa uống nước vừa xem xe anh em nhé. Ưng mẫu nào thì cứ trả giá trực tiếp. Đấy, kiểu gì các bác cũng mua được xe. Đó, kiểu gì các bác cũng mua được xe. Vì tình trạng hiện tại bây giờ xe nó quá nhiều luôn. Ế trầm trọng anh em nhé, ế trầm trọng. Đấy, chiếc này thì cam kết anh em là máy số nhá anh em nhé, keo chỉ cột kèo anh em nhé, xe nguyên bản luôn. Đấy, và sau đây Đức cũng xin kết thúc video. Hẹn chị và các bạn ở những video clip tiếp theo. Vâng, em Đức Hải Dương xin chào bác nhé.